Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 30 quy định danh mục bệnh tình trạng bệnh được khám bệnh chữa bệnh từ xa. Thông tư có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Bộ Y tế quy định có 50 bệnh tình trạng bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa như các bệnh béo phì, một số bệnh viêm đường hô hấp, xương khớp, nội tiết, một số bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh tâm thần và một số bệnh truyền nhiễm da liễu, mắt, phục hồi chức năng, tiêu hóa luật quy định khám bệnh chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị công nghệ thông tin người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình